Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng liên tiếp, mời nhiều nữ sinh lên làm việc. Cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ việc một nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh hội đồng hai đêm liên tiếp vì mâu thuẫn phát sinh khi dự tiệc sinh nhật. Liên quan đến sự việc MHTMV, học sinh lớp 7, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An bị một nhóm bạn túm tóc, tát, đạp liên tiếp vào mặt gây xôn xao dư luận mà báo Người Lao Động đã đưa tin. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong cho biết đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Theo báo cáo, tối ngày 21 tháng 10, MHTPN lớp 7, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thông Thụ tổ chức tiệc sinh nhật với sự có mặt của nhiều người, trong đó có MLTNT lớp 9, MHTMV lớp 7, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thông Thụ và MLTIN lớp 9, trường trung học cơ sở Đồng Văn cùng tham gia. Trong lúc dự tiệc, MV có xích mích với một người bạn cùng tham dự sinh nhật. Khi tiệc sinh nhật kết thúc, cả nhóm rủ nhau lên cầu Lậm Việt chơi. Tại đây, MV bị HTPN, LTNT và MLTIN tát vào mặt, đạp vào người. Một lúc sau, một nam sinh đi qua thấy nên đã can, chở MV về nhà. Đến khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 10, MV tiếp tục bị nhóm ba nữ sinh trên đưa ra cầu ra cầu Lậm Việt. Tại đây, sau khi bắt MV xin lỗi, ba nữ sinh này đã kéo tóc, tát, đạp vào mặt người nạn nhân nhiều lần. Trong lúc đánh MV, LTIN dùng điện thoại quay lại. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook và trong quá trình dự sinh nhật. Đơn vị đã chỉ đạo trường trung học cơ sở Đồng Văn cùng với trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thông Thụ phối hợp với cơ quan công an điều tra, xác minh và xử lý vụ việc. Được biết, cơ quan công an đã mời những nữ sinh liên quan lên làm việc dưới sự giám hộ của phụ huynh. Ông Hoàng Văn Thành, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thông Thụ, xác nhận MHTMV bị đánh trong clip đang học lớp 7 tại trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.